Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thế giới từ xa lên một bộ ấm chén ghép từ xa đẹp, không phải đẹp mà gọi là siêu đẹp. Đồng màu đồng chất, vâng. Quý vị rất ít khi được chiêm ngưỡng những bộ siêu đẹp lên trên mạng YouTube. Nhưng đối với chúng tôi luôn luôn muốn chia sẻ những cái gì đẹp nhất và tinh túy nhất của thế giới từ xa đến quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn ngắm và chiêm ngưỡng cũng như quý vị và các bạn hiểu về một thú chơi ấm, tao nhã, lịch sự văn minh và một nghệ thuật thưởng trà ở Việt Nam. Vâng, đầu tiên xin kính mời quý vị và các bạn ngắm chiếc hộp đây ạ. Siêu phẩm lúc nào cũng là hộp ra, hộp cực kỳ chắc chắn. Vâng, siêu phẩm của chúng ta đấy ạ. Chiếc ấm Hắc Lê từ xa Hắc Lê nguyên khoáng, dáng tứ phương, bốn góc chạm bốn con rơi nổi trên bề mặt. cực kỳ đẹp và phong thủy. Họa tiết rát vàng. Nắp siêu khít, ấm đẹp thì đừng bao giờ bàn về công năng rồi. Em này là dáng tứ phương ngũ phúc lâm môn. Có nghĩa là có 5 điều tốt lành. Theo Hán Việt của chúng ta, 5 điều tốt lành thứ nhất là phú sự giàu sang phú quý. Thứ hai là quý, sự sang trọng, quý phái. Thứ ba là thọ, sự sống lâu trường thọ. Và thứ tư là khang, tức là sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và thứ năm là linh, tức là bình bình an và vô sự. cái ấm này cực kỳ phù hợp với những bác nào muốn siêu tầm đồ cổ và những bác chơi và hiểu về phong thủy ngũ phúc lâm môn phúc phận ở bốn phương tám hướng tiền bạc công danh nguồn nguồn bốn phương tám hướng đổ về đấy em này dung tích 450 trăm của một nghệ nhân cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc đó là ông Thường Nguyệt Hồng sổ đây ạ, ảnh này viết tay đây ạ. chứ bằng nghệ nhân này quý vị và các bạn có điện thoại thông minh thì quét vào mã phạch QR đây thì ra hết mọi thông tin về ấm chén về sản phẩm tránh mọi trường hợp hàng giả hàng nhái đấy thông tin rất rõ ràng ngoài ra còn kèm một quyển catalog rất nhiều siêu phẩm siêu kinh điển nằm ở đây rất là nhiều quyển catalog này rất dày và nặng lát nữa tôi sẽ thử nước cho quý vị và các bạn xem để ghép với siêu phẩm này chúng ta có bốn chiếc chén Sài Gòn gọi là chiếc ly đấy ạ bốn chiếc ly hoa sen rát vàng bốn chiếc ly ạ bốn chiếc đệ ấm này dung tích 450 ml thì ly của chúng ta dùng cũng phải to lên một chút ly này khoảng 90 đến 100 ml thì nó phù hợp với ấm Đấy. Họa tiết hoa sen. Biểu thị quốc hoa của Việt Nam đây. Lòng bên trong là tráng bằng đất mịn đoàn lê. Mục đích tráng này của người ta là để tránh vết trà sau khi rót nó bị hằn ở bên trong lòng chén này này. Thì người ta mới tráng cái màu mịn lên. Đấy, đặc điểm dở nhất của chén từ xa là luôn luôn có vết hằn của trà. Nếu mà chúng ta không rửa ngay cho nên vì sao người ta mới phải tráng mịn Những cái chén cao cấp thì người ta mới tráng mịn bên trong Đấy. Ghép tiếp chúng ta là bộ tống lọc tử sa chất đất hắc lê Nguyên khoáng Đấy. Quý vị và các bạn có thể nhìn rõ Thạch Anh Và Mega nổi trên bề mặt Bảo hành màu vĩnh viễn Tiếp đến là một bộ trà cụ gỗ hắc đàn. Một loại gỗ mà ngày xưa chỉ dành cho vua chúa. Toàn bộ gỗ hắc đàn họa tiết đồng chìm. Cũng màu vuông. À cũng hình vuông giống như hình chữ ấm. Bộ trà cụ chúng ta cũng gồm 5 món toàn bộ bằng gỗ hắc đàn. Và các chi tiết bằng đồng. Để sử dụng mấy chiếc ấm to này thì ta nên dùng hai loại hũ trà. Một là hũ bát tiên quá hải. Loại hai lắp chống mọi ẩm mốc về trà cũng coi như là giữ mùi hương đây là chất đất đoàn nê nhé từ trong ra ngoài cùng một chất đất đấy Hũ trà này thì ngoài vấn đề đựng trà nó như là một vật phẩm phong thủy để trong nhà Quý vị bày không cũng rất là đẹp rồi Đối với hũ bát tiên quá hải Thì mọi người đều biết rằng đây là một cái sự Là tám ông tự vị tiên Chuyên trừng trị điều ác Khen ngợi điều thiện Và giúp đỡ những người khó khăn Tám vị tiên của chúng ta là Thứ nhất là thiết quản lý trung Ni quyền tào quốc cữu lã động tân hà tiên cô lam thái hòa hàn trương tử và trương não quả Đấy. ngoài ra có thể ghép cùng một chiếc hũ thứ hai hai cái hũ này đều hai nghìn to bằng nhau chỉ khác nhau về họa tiết hai hũ này về để trưng bày cũng rất là đẹp trong nhà rồi hũ thứ hai là trúc lâm thất hiền cũng 2.000 mưu thưa quý vị loại này đựng được khoảng 5 lạng trà Việt cũng là loại hay lắm để trên phòng khách cũng như là một vật phẩm trang trí vật phẩm phong thủy cực kỳ đẹp ngoài mục đích đựng trà Vâng tôi thử nước cho quý vị và các bạn xem siêu ấm này ạ Những trứng ấm đắt và siêu phẩm thì đừng bao giờ bàn về công năng Đấy ạ Nước tròn như một giải lụa Ngắt cực tốt Tôi rót đến giọt cuối cùng luôn đây này Đấy, không còn giọt nước nào lại tôi để 90 độ để cái ấm 90 độ lắp không hề rơi đây móc vào đây à. lắp không hề rơi độ khít như là tiện CNC Vâng thưa quý vị đồ chơi bàn trà chúng ta có gì một cụ đạt ma sư tổ chất đất tử lê đắp bằng tay 100 phần trăm đấy đi với bộ đen này thì cực kỳ hợp trông cụ rất sinh động rất sinh động và đẹp vâng thế giới từ xa xin kính mời quý vị và các bạn xem video thì đăng ký kênh ạ và mọi chi tiết xin liên hệ theo số này like để thế giới từ xa xin tư vấn toàn bộ về ấm chén tử xa cũng như đồ chơi bàn trà để chúng ta có một môi trường chơi ấm và thưởng trà lành mạnh tại Việt Nam. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe. Vạn sự như ý. Quan trọng nhất là chống Covid một cách hiệu quả cho mình và gia đình. Vâng xin cảm ơn. Chào thân ái và hẹn gặp lại. Vâng xin chào.